Thứ bảy, từ khi thai nghén cho đến lúc sinh nở còn rất nhiều khó khăn trắc trở. Người con gái cảm thấy rất lo âu, sợ hãi. Thứ tám, khi người con gái phạm lỗi lầm thì mọi người đều trách móc cha mẹ cô ta rằng họ đã sinh ra một đứa con gái hư hỏng, cho nên con gái nết na đức hạnh thì không nói làm gì, rồi mà ăn ở vụng về thì cha mẹ sẽ bị mang tiếng xấu. Thứ chín, người con gái thường bị chồng quản chế, không cho phép làm việc này việc nọ. Có rất nhiều phép tắc hạn chế mà người vợ phải tuân theo, bằng không nếu không phục tòng thì sẽ bị chồng bỏ, buộc phải ly hôn. Quý vị xem thật là quá nhiều rắc rối, phiền phức có phải không? Trên đây là 9 điều không tốt có thể xảy ra lúc người nữ còn trẻ. Thứ 10, người nữ đến khi già cả thì lại bị con cái cháu chắt xem thường. Con trai con gái hoặc cháu nội cháu ngoại nghĩ rằng bà đã già yếu đến thế rồi mà vẫn chưa chịu chết. Có câu già mà chưa chết thì thành kẻ cắp, ngay cả con cái cũng mắng mẹ nữa. Quý vị xem có đáng thương không? Cho nên người nữ có rất nhiều sự phiền toái phức tạp. Trên đây là 10 điều xấu, thập ác của thân nữ. Ngoài ra còn có 20 điều nữa, nếu kể ra nữa thì nhiều quá, nói không hết được. Bây giờ chúng ta trở lại với phần kinh văn. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng, nếu có người nữ nào vì thấy thân nữ không thanh tịnh nên sanh lòng chán ghét, không thích cái thân đó nữa, thì phải làm thế nào? Thì người nữ đó phải hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt, hoặc là tượng bằng gỗ, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển. Nếu người nữ đó có thể mỗi ngày đều đặn cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng như thế, lại thường đem hoa hương, đồ ăn thức uống, y phục gấm lụa tràng phan, tiền bạc vật báu vân vân cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ này, thời đến trăm ngàn muôn kiếp không còn sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Sau khi báo thân nữ ở đời này hết rồi thì cả trăm ngàn vạn kiếp về sau, người nữ đó vĩnh viễn không còn sanh vào thế giới có người nữ nữa. Như vậy thì thế giới nào là thế giới không có người nữ? Chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tôi đã thỉnh tượng vẽ của Địa Tạng Vương Bồ Tát về đây cũng là để giúp đỡ những người nữ. Nếu có ai không muốn mang thân nữ nữa thì hãy thành tâm chiêm lễ cúng dường tượng vẽ của Ngài, trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Tuy nhiên có nhiều người nữ mang thân nữ là do tự nguyện. Tôi nguyện làm người nữ, tôi muốn dùng thân nữ để giáo hóa độ thoát chúng sanh. Trong số quý vị, có thể có người đã từng phát nguyện muốn dùng thân nữ để độ chúng sanh, cho nên hiện đời, mặc dù không thích mang thân nữ, cũng vẫn sanh làm người nữ rồi. Điển hình là trường hợp của Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân. Phật mẫu dùng đại huyễn tam muội mà dạo chơi trong chốn nhân gian. Bà phát nguyện làm mẹ của tất cả Đức Phật hạ sanh ở thế gian, cho nên 1000 Đức Phật xuất thế. Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư, thì Ma Gia Phu Nhân đều là mẫu thân của cả ngàn vị, đó là hạnh nguyện của bà. Lại như trường hợp của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài vốn là phi nam phi nữ, chẳng phải thân nam cũng chẳng phải thân nữ. Tuy nhiên, vì biết rằng tất cả chúng sanh trên thế gian đều thích người nữ có dung mạo mỹ miều, Ngài bèn thị hiện là một người nữ vô cùng xinh đẹp đến thế giới Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Quý vị cũng nên học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải độ thoát chúng sanh, xong phải cẩn thận, đừng để cho chúng sanh độ lại mình. Nói như vậy là thế nào? Nghĩa là quý vị có hảo ý muốn độ chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh lìa khổ được vui, nhưng nếu không khéo thì quý vị chẳng những không độ nổi chúng sanh, mà bản thân mình cũng bị rơi vào bể khổ, bị cuốn theo dòng nước, không còn định lực nữa. Lại cũng có nghĩa là nếu quý vị cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo ái tình, thì sẽ bị ái tình vây khốn mà trở thành mê muội. Bồ Tát Quán Thế Âm tuy hiện thân nữ, nhưng Ngài không bị mê đắm trong tình ái. Ngài chân chánh yêu thương, che chở chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh. Ngài có thể cứu độ được chúng sanh, mà vẫn giữ cho chính mình không bị trầm luân trong biển khổ. Cho nên, trừ khi là do nguyện lực của chính mình muốn mang thân nữ để cứu độ chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng, cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp, chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Nhờ nhân duyên sức cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng sức công đức có được từ sự cúng dường này, người thiện nữ đó trong trăm ngàn vạn kiếp về sau đều không phải làm thất người nữ nữa. Kinh văn:
Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ trong trường một bữa ăn, người nữ đó trong ngả muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái thì trong ngả muôn ức đời thường làm vương nữ, cho đến vương phi hoặc con gái dòng dõi tể phụ đại quan đại trưởng giả, đoan chánh thọ sanh các tướng viên mãn, do trí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp: Lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật trên thế gian này cùng là con người, xong tại sao có người thì tướng mạo đẹp đẽ xinh xắn, có người lại xấu xí cục mịch, hoặc có người thì thân thể tráng kiện, có người lại ốm đau quạt quẹo, vì lẽ gì mà có những sự khác biệt như thế? Có 10 nghiệp dữ, thập ác nghiệp khiến cho tướng mạo con người bị xấu xí. Những gì làm người? Ác nghiệp thứ nhất là thường hay phẫn nộ, thích sanh lòng căm phẫn. Chữ phẫn này là một trong 20 thứ phiền não, còn nộ là phát cáu, nổi giận. Người nữ đa số dễ nổi nóng, dễ giận hờn. Tuy rằng không phải người nữ nào cũng như vậy, nhưng phần đông thì đều là dễ nổi giận. Họ có thể vì một cây kim hay một sợi chỉ mà sanh ra giận dữ tức tối. Nổi giận, nổi nóng là đặc tính của người nữ. Nghiệp ác thứ hai là trong lòng thường chất chứa một mối hiểm nghi và ghét hận. Người nữ thường có tánh đa nghi, cái gì cũng hoài nghi cả, lại còn có thêm lòng phẫn hận nữa. Họ hận người, cho rằng ai cũng có lỗi, cũng đắc tội với mình, cũng đáng cho mình thù ghét cả. Ác nghiệp thứ ba là gì? Là ưa nói dối, thích mê hoặc người khác, làm cho người khác bị điên điên đào đào, không biết thế nào cho phải nữa. Ác nghiệp thứ tư là gì? Là thích não loạn chúng sanh, đa số người nữ rất thích điều này. Ác nghiệp thứ năm là không có lòng ái kính chân thành đối với cha mẹ, cũng có người có vậy nhưng đa số thì không. Ác nghiệp thứ sáu là không sanh tâm cung kính đối với nơi chốn tôn nghiêm của thánh hiền và thiện thần. Những vị tu học Phật pháp mà chứng quả A La Hán đều được gọi là bậc thánh hiền, thậm chí ở trước mặt Đức Phật ở chùa chiền, đa số người nữ cũng không sanh lòng cung kính, không có được lòng cung kính chân chánh. Ác nghiệp thứ bảy là xâm đoạt tài sản ruộng vườn nhu yếu của thánh hiền. Ác nghiệp này chỉ nói về một số người nữ mà thôi, chứ không phải ai cũng vậy. Xâm đoạt tức là cướp lấy, chiếm đoạt một cách ngang ngược. Ác nghiệp thứ tám là thường dập tắt những ngọn đèn thắp trước tượng Phật ở trong chùa hoặc trong tháp thờ Phật, không để đèn tiếp tục cháy sáng nữa. Đây là hành vi thứ 8 dẫn đến quả báo xấu xí. Thật ra cũng rất ít người nữ nào lại thổi tắt đèn thắp trước tượng Phật như thế. Ác nghiệp thứ 9 là thấy người nào xấu xí liền sanh lòng chê bai khinh miệt, nói rằng: "Ôi người gì mà xấu xí quá sức, thật là chẳng ai dám nhìn." Người nữ thường có thói khinh người như thế, xong lè thấy người ta xấu xí mà khinh thường người ta, kết quả là chính bản thân mình cũng bị xấu xí luôn. Quý vị phải biết rằng trong tự tánh của mình vốn có tấm gương thu hình. Khi quý vị nhìn thấy một kẻ xấu xí rồi sanh lòng khinh mạn, thì tất cả đều được ghi nhận và thu vào tấm gương của quý vị. Đến đời sau, quý vị phải đầu thai làm kẻ còn xấu xí tệ hơn người đó nữa. Ác nghiệp thứ 10 là thích học theo hoặc bắt chước những thói hư tật xấu, ác hạnh, những hành vi không chánh đáng. Trên đây là 10 thứ ác nghiệp hay 10 nguyên nhân dẫn đến việc thọ quả báo tướng mạo xấu xí. Lại có 10 nguyên nhân khiến cho thân thể mang nhiều bệnh tật. Những gì làm 10? Thứ nhất là thích đánh đập mọi loài chúng sanh. Bất luận là chúng sanh nào, hễ trông thấy là đều muốn đánh đập. Đây là nguyên nhân đầu tiên của quả báo thân thể phải mắc nhiều bệnh khổ. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến quả báo bệnh tật khổ sở là xúi dục hoặc sai bảo người khác đánh đập chúng sanh, chó, mèo, chuột, thậm chí cả trẻ em. Thứ ba là khen ngợi việc đánh nhau. Khen ngợi cái gì? Trầm trồ khen ngợi cách đánh đập hành hạ chúng sanh. Do vì tán thưởng cách đánh đập của người khác nên chính bản thân mình phải chịu quả báo nhiều bệnh tật. Thứ tư là thấy sự đánh đập mà vui mừng. Có những kẻ thấy người khác đánh đập chúng sanh thì trong lòng lại vui mừng hớn hở cho là chuyện thú vị. Hay thật, đáng đời, đánh thật là đẹp mắt, xem ra còn thú vị hơn cả coi cine nữa. Thứ năm là thấy chúng sanh bệnh tật đau đớn rên xiết thì trong lòng lại hân hoan vui sướng. Có nhiều người hễ thấy kẻ khác bị ốm đau bệnh hoạn thì trong lòng lại mừng rỡ thích thú. Có chúng sanh bị đau ốm rồi, ổ hay quá, có thế chứ, hắn bệnh rồi đấy. Họ không cảm thông thương xót đã đành, lại còn vui cười mừng rỡ nữa. Thứ sáu là thấy người bệnh được bình phục thì trong lòng cảm thấy không vui.
Có những kẻ thấy người khác mắc bệnh, xong sau đó được thuyên giảm hoặc khỏi hẳn thì họ không vui. Chính vì thế cho nên kiếp sau, chính bản thân họ phải chịu quả báo nhiều bệnh tật hay đau ốm. Thứ bảy là cho chúng sanh uống thứ thuốc không đúng bệnh. Có những người đem thuốc cho chúng sanh bị bệnh, họ cho thứ thuốc gì? Họ cho thứ thuốc không phải trị đúng chứng bệnh mà chúng sanh đó đương mắc phải. Ví dụ, như người bệnh đau đầu thì họ lại cho thuốc đau bụng, chẳng những thế họ còn huênh hoang. Quý vị xem tôi cho bệnh nhân uống thuốc rồi đó. Thứ tám là thấy người bệnh được thầy thuốc tận tâm chữa trị cho thì sanh lòng đố kỵ ghen ghét, nói rằng, ôi ông bác sĩ đó tốt nhất là chết sớm đi, khỏi cần phải trị bệnh cho hắn nữa, thấy mà gai mắt. Thứ chín là thấy người khác ốm đau bệnh hoạn thì lại vui thích, còn mong sao người đó cứ luôn luôn ốm đau, mãi mãi bị bệnh tật hành hạ. Thứ 10 là thích ăn vặt, ăn luôn miệng. Mới vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa hết thì lại ăn nữa, miệng lúc nào cũng thấy thèm ăn, muốn ăn luôn miệng, không ngừng nghỉ. Do 10 thứ ác nghiệp này mà phải thọ quả báo nhiều ốm đau bệnh tật. Chúng sanh sở dĩ tướng mạo xấu xí hoặc thân thể nhiều bệnh tật là đều do phạm vào 20 ác nghiệp kể trên mà ra. Nếu không phạm vào 20 ác nghiệp đó thì sao? Thì tướng mạo không bị xấu xí, thân thể cũng không bị nhiều bệnh tật. Như vậy nếu bị xấu xí và nhiều bệnh tật thì phải làm thế nào? Thì hãy đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát Chí Tâm chiêm lễ, dùng cái tâm thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ bái Bồ Tát Địa Tạng trong chừng một bữa ăn. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lâu bằng ăn xong một bữa cơm, người nữ đó trong ngả muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Thế nào gọi là tướng mạo viên mãn? Đó là mắt thì giống hình dạng của mắt, tai thì có dáng vẻ của tai. Thế thì quý vị nói mắt như thế nào là không giống mắt? Thông thường chúng ta thấy hầu hết mọi người đều có đôi mắt dài dài tựa như hạt hạnh nhân vậy. Nhưng có kẻ lại có con mắt hình tam giác hoặc vuông vức bốn cạnh, hoặc đa số có tai dài, hình đĩnh vàng. Xong có kẻ lại có vành tai nhọn nhọn như mũi dao vậy. Có người thì mũi lại hình lên, lỗ mũi lộ ra ngoài. Nói theo sách tướng, người có tướng mũi như thế là người chẳng có chút phước báo nào cả. Đó là tướng bần cùng. Gặp những người có tướng như thế thì quý vị chớ nên kết giao làm bạn, bởi vì làm bạn với họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi biết một vị pháp sư nọ có tướng mắt hình tam giác và mũi thì lộ ra. Khi còn ở Hương Cảng thì tôi giúp đỡ ông cũng nhiều, nhưng sau đó ông ta lại cháo trở, dùng đủ cách để bôi nhọ phá hoại tôi. Tuy vậy tôi cũng chẳng hề trách móc gì ông ta cả. Về sau ông ta mắc phải chứng ung thư mà chết. Lúc sắp chết vẫn còn ham thể diện, chưa bỏ được cái mặt này, ông căn dặn rằng, hãy làm như pháp sư Tử Hàng vậy, hãy đặt nhục thân của ông ta ngồi trong cái vại lớn, rồi niêm lại, sau 3 năm thì hãy mở ra xem, nếu nhục thân vẫn còn tươi tốt thì đem ra thép vàng. Rút cuộc, chưa tới 2 hôm thì đầu của ông ta đã gục xuống rồi. Có người nói với tôi rằng, nếu là có người công phu tu hành thật sự, thì bất luận chết đã bao nhiêu ngày, nhục thân của họ vẫn trong tư thế đoan nhiên chánh tọa, chứ đầu không gục xuống như thế. Vị pháp sư này sang ngày thứ 2 đầu đã gục xuống, thế nhưng ông ta còn ham thể diện, dặn đợi đến 3 năm rồi mới mở vại. Tuy nhiên mấy người học trò của ông ta không dám mở vại vì họ biết rằng không chắc ăn, thế nên có người tướng mũi lộ ra như thế thì không được tốt cho lắm. Lại nữa, đàn ông miệng rộng thì tốt, song đàn bà mà miệng rộng thì không tốt, đây là tướng phần nam nữ, vận hạn của mỗi người lúc nào thì tốt, lúc nào thì xấu, đều có thể biết được qua tướng mạo. Chỉ cần xem tướng mạo, người ta có thể biết được thời thanh niên quý vị đã thành công như thế nào, thời trung niên sẽ ra sao và lúc về già hậu vận sẽ như thế nào. Cho nên sự hiểu biết của người Trung Hoa về lĩnh vực tướng số rất uyên thâm, chỉ xem tướng người mà biết được kẻ ấy mai sau tiền đồ có sáng lạn hay không. Tướng mạo viên mãn tức là tốt đẹp toàn diện, như Hồng Y Duy Bin, Vu Bân chẳng hạn. Tướng mạo của ông ấy vô cùng tốt đẹp, tuổi già được vận may. Quý vị có thể chú ý tướng mạo của ông ấy, mắt, mũi, miệng đều rất cân xứng, hài hòa, tướng người rất phúc hậu, đức độ. Thế nhưng rốt cuộc ông lại đi lầm đường. Nếu theo Phật giáo, ông ta có thể trở thành một vị pháp sư bất khả tư nghị. Tướng mạo viên mãn là quả báo nhờ đã từng niệm Phật, lạy Phật hoặc lạy những vị Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp: người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ, tuy rằng xấu xí nhưng nếu cô ta vẫn thích thần nữ, vẫn muốn làm người nữ, thì trong trăm ngàn muôn ước đời thường làm vương nữ. Nhờ lễ bái hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cô ta chẳng những được thác sanh làm con gái của vua chúa, mà còn được tướng mạo xinh đẹp viên mãn nữa. Cho đến vương phi,
thậm chí cô ta có thể được thọ sanh làm vợ vua hoặc con gái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng già. Cô ta có thể được làm con gái của quan tể tướng, con gái của bậc đại quan hoặc con gái của vị đại trưởng già giàu có, đoan chánh, thọ sanh, các tướng viên mãn. Tướng mạo của cô ta nhất định là rất đoan trang và vô cùng xinh đẹp, mỹ miều. Như tôi vừa nói bàn nãy, nếu cặp mắt thì xinh đẹp nhưng mũi lại không cân đối, như thế là không viên mãn. Mũi rất đẹp mà mắt không cân xứng thì cũng không viên mãn. Mắt mũi đều đẹp cả, mà tai lại không đẹp, không tương xứng thì cũng không gọi là viên mãn hoàn chỉnh. Chẳng hạn một tai lớn, một tai nhỏ, một mắt to, một mắt nhỏ. Mũi nằm lệch sang một bên mặt, miệng dính liền với mũi hoặc mũi với miệng không tách rời nhau, không biết đó là mũi hay miệng nữa. Các tướng mạo như thế đều là không viên mãn. Cũng đều là có mắt, có tai, có mũi như nhau, nhưng lại không hài hòa, không cân xứng, hoặc là lộn xộn, dồn về một chỗ với nhau. Mắt mũi tai tụ lại về thành một khối. Quý vị nói xem như thế có dễ coi không? Tướng mạo như thế đều là không viên mãn. Do trí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Thế thì tướng mạo viên mãn, các căn hoàn chỉnh, mắt cũng đẹp, tai cũng xinh, mũi cũng tốt, miệng cũng vừa phải, mặt mày đều dễ nhìn. Nói chung là tất cả đều đẹp đẽ tương xứng là do đâu? Là do có lòng tin chí thành, tha thiết chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng mà được thọ hưởng phước báo tướng mạo đoan trang xinh đẹp như thế. Kinh văn: Lại nữa này Phổ Quảng, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc cùng ca vịnh, tán thán cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người, hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng vị lai, thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Được giảng: Lại nữa này Phổ Quảng, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc. Kỹ nhạc tức là âm nhạc, và ở đây là nói đến thứ âm nhạc khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng ca vị tán thán cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Đức Phật dạy tiếp: Này Bồ Tát Phổ Quảng, ta lại nói thêm cho ông biết rằng, giả sử có người nam kẻ nữ nào tu hạnh thập thiện, có thể đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng trỗi các thứ kỹ nhạc, hoặc sáng tác một bài hát ca tụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là khét ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là mang hương mang hoa đến cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là khuyên được một người phát tâm cung kính cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là khuyên được rất nhiều người sanh lòng cung kính cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cả người đó, những người tự mình biết cúng dường, lại còn khuyên được kẻ khác cúng dường, trong đời hiện tại cùng vị lai, thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Những người có thể tự hóa, hóa tha, tự độ chính mình được, rồi bèn muốn cứu độ tha nhân đó, thì ngay trong đời này và luôn cả đời sau, thường được rất nhiều thiện thần hộ pháp theo phù hộ, và còn khiến cho những tiếng ác, những lời hung dữ, những âm thanh không kiết tường, không vẳng đến tai của họ, huống hồ là để chính bản thân họ chịu đựng những việc không như ý, các tai vạ bất ngờ như trư hoạnh, tức là những rủi ro xảy ra đột ngột bất chắc, như bị xe đụng chết, bị nước dìm chết, bị lửa thiêu chết, rớt máy bay chết, xe lửa lật chết, xe đò rớt xuống khe núi. Những cái chết như thế đều gọi là hoạnh tử. Thế nhưng bây giờ những thiện nam tín nữ nói trên không còn phải lo âu về những vấn đề ấy nữa. Vì sao? Là vì có rất nhiều hộ pháp thiện thần thường xuyên theo bảo vệ họ. Hôm qua có người phàn nàn là không dám đi máy bay, sợ máy bay bị rớt. Điều này không có gì đáng phải lo sợ cả. Quý vị chỉ cần niệm được chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm thì sẽ có rất nhiều thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần theo phù hộ quý vị. Dù đến bất cứ nơi nào, chỉ cần quý vị đừng khởi vọng tưởng, luôn luôn tin tưởng Bồ Tát thì Bồ Tát nhất định sẽ che chở cho quý vị. Người tin Phật thì đừng sợ hãi, cũng đừng sợ quỷ, bởi loài quỷ trông thấy quý vị thì đều phải quý đầu, đều phải cúi đầu vì quý vị có công đức. Nếu quý vị không có công đức thì sao? Nếu quý vị không biết làm việc tốt thì sẽ có những việc không may xảy ra. Còn nếu ngày ngày quý vị đều tu tâm dưỡng tánh, giữ lòng hào tâm, chăm làm thiện sự thì sẽ không thể có điều gì không may xảy ra cho quý vị cả. Kinh văn: Lại nữa này Phổ Quảng, trong đời sau, như có ác nhân cùng ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam thiện nữ quỳ kính cúng dường tán thán chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh kinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích
hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc một người chê hoặc nhiều người chê, cho đến danh lòng chê bai trong chừng một niệm. Những kẻ như thế, sau khi 1000 Đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ, chịu tội cực nặng. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Dầu thọ thân người, nhưng là hạng bần cùng hạng tiện, các căn không đầy đủ, thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Lược giảng, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Lại nữa, này Phổ Quảng, trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần ác quỷ nào? Ác nhân là người phạm tội ngũ nghịch thập ác, ác thần là hạng tà thần không giữ quy củ phép tắc gì cả. Có những tà thần thường tới các miếu thờ mạo xưng là thần miếu để thọ đồ cúng tế, như tại miếu thờ phụng Quan Đế Công chẳng hạn. Vì Quan Đế thỉnh thoảng cũng đi đây đi đó, không ở trong miếu thường xuyên, nên tà thần bèn nhân lúc ngài vắng mặt mới lẻn vào miếu và giả dạng ngài để thọ dụng huyết tanh của heo dê bò mà người ta mang đến cúng tế. Ác quỷ thì có đại ác quỷ và tiểu ác quỷ. Đại ác quỷ chính là quỷ Cưu Bàn Trà, hình thù tựa như trái bí đao. Loài quỷ này còn được gọi là quỷ yểm mị, bởi chúng thường thừa lúc người nào đó đang say ngủ, bèn đè lên thân người ấy, khiến cho người ấy cứ nằm cứng đơ không nhúc nhích được, mà miệng thì ú ớ, thốt không ra tiếng. Đó là một trong những loại đại ác quỷ. Lại còn có cả loại tiểu ác quỷ nữa.